xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp Jimmy. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tây tháng 4 năm. Úi cha, mới cúp điện xong, hên quá, có điện lại. À, nói lại nha, tức là chào các bạn đã đến với kênh Bếp Jimmy. Và video hôm nay chúng ta sẽ cùng kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tây tháng 4 năm 2020 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của bạn Lê Thị Mỹ Liên, 617.000 đồng luôn. Yeah, và đó chính là một em búp bê khổng lồ giá 600.000 đồng. Và đây là khuôn mặt của búp bê khổng lồ. Các bạn hãy xem từng nét rất là xinh đẹp luôn. Chân mày được vẽ từng sợi lông mi nữa nè. Rồi đây là lông mi thật luôn nha các bạn. Thấy không? Đó, hàng lông mi thật luôn. Đây ha, lông mi thật luôn. Miệng, môi, mũi quá đẹp luôn nha. Đó, búp bê còn có đeo là một cái sâu chuỗi nè. Rồi mặc một cái váy nè. Đó, váy xòe như thế này. Có ren. Đây, váy rất là đẹp. Ở trên tóc thì có cài là một cái cài thỏ. Đây, có cài một cái cài thỏ như thế này nha. Áo này có cái tay như thế này luôn. Rồi còn có là quần vớ nữa nè ha. Khớp này là khớp cầu rất là đẹp luôn. Có khớp cổ chân nha. Rồi có khớp đùi nữa nè. Rất là nhiều khớp. Cũng như là đôi giày ở đây. Tay thì cũng có là cái khớp ở phần cổ tay nữa. Rất là đẹp bạn búp bê này. Và bạn này có giá là 600.000 đồng nha. Cao là khoảng 55cm, rất là đẹp luôn đó các bạn. Đây, chất liệu nhựa cũng đẹp luôn nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Hằng, 70.000 đồng. Và đó chính là một bộ kit làm slam 30.000 đồng nha. Có 12 món làm được 5 loại slam khác nhau. Và tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Đình Anna của mẹ Như tặng cho là đơn hàng 90.000 đồng. Và đó chính là cái ví tiền nha. Đây, cái ví đựng tiền hình bé thỏ, có cái móc khóa tròn dễ thương. À, bé thỏ ôm quả trứng như thế này, 60.000 đồng, đặc biệt là phần dây kéo nè. Có 3 màu luôn, ở bên trong của nó có rất là nhiều ngăn nha. Wow, và thật là trùng hợp, 3 đơn hàng đầu tiên, mỗi đơn hàng là một món hàng rất dễ thương. Và chỉ duy nhất một món thôi. Còn tiếp theo là đơn hàng của Bùi Hà Vi, 142.000. Đây nha, bạn có mua đó là cái quyển sổ. Đây, cái quyển sổ nước thỏ nè, galaxy nè, có hoa đào và bầu trời, rất là đẹp luôn, 17.000. Yeah, và đây, đó, rất là tuyệt vời luôn, tưởng đâu xúc xích, ai dè là một cây bút dạ quang dễ thương, 6.000. Còn có là bức tranh thêu công chúa ngủ trong rừng, rất là đẹp luôn, như thế này nhá. Đây, bức tranh thêu 7.000. Số hình dáng loại 10.000. Bên trong sẽ có sticker và rất là nhiều phụ kiện dễ thương. Và còn có tấm phông nền đẹp như thế này, chúng ta không cần phải vẽ phông nền nha, 10.000 đồng. Một cái băng keo cá nhân dễ thương 5.000. Bên trong sẽ có 5 miếng khác nhau. Wow, và đây còn có là một cái hộp trang sức hạt nha. Đây ha, có tay cầm nè, hình Hello Kitty rất là dễ thương như thế này nha. Đó, mở nắp ra bên trong có rất là nhiều hạt ngọc trai trâu, à, lộn, hạt giống như là pha lê, rất là dễ thương luôn, đủ hết các hình luôn. Có dây để chúng ta sẽ xỏ thành vòng tay, vòng cổ, rất là đẹp luôn, 41.000 đồng. Rồi còn có là quyển sổ ma thuật nha. Đây, hình của Mickey vẽ bức tranh Galaxy bằng cây đũa thần như thế này nha. Đó, rất là đẹp luôn, 26.000. Còn đây là đơn hàng của chị Xuân, 270.000 đồng. Có cây kẹo kem đánh răng 10.000, một cây bút Wixi là 20.000. Và đây bạn đặt đó là một hộp trang điểm tròn có hoa văn xung quanh, rất là đẹp luôn, màu hồng nha. Đó, mở ra bên trong là một cái kiến và có rất là nhiều màu mắt cũng như là má hồng ở đây. Sau đó chúng ta dở lên một tầng nữa sẽ có phấn nền và kem nền. Rồi còn có là son và bông phấn cũng như là cọ luôn nè. Rất là tiện lợi như thế này nha. Đây, chỉ có 55.000 đồng. Ví tiền hình Doraemon rất là dễ thương luôn nè. Đó, đặc biệt là phần dây kéo có 3 màu như thế này nha. Đây, phần dây kéo nó có 3 màu. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, 60.000 đồng. Dễ thương không nào? Bên trong có rất là nhiều ngăn. Uốn ỉn, uốn ỉn, uốn ỉn. Và đây là bé mochi heo màu trắng nè. Rất là đẹp luôn nha. 15.000 đồng. Loại mochi khổng lồ. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra độ giãn của bạn nha. Đây, rất là giãn luôn, như thế này. Còn có là cái máy phun xương nha, máy phun xương 55.000. Một cái laptop 5.000. Và đây còn có là 4 cái tấm sticker, mỗi tấm như vậy thì là 5.000 đồng nha. Đó, hình của tiên cá nè. 1 2 3 4. 4 tấm tiên cá luôn và khác kiểu nhau, rất là dễ thương.
Xin chào Trần Thị Như Quỳnh, đơn hàng 232.000. Đầu tiên sẽ là một cái combo đồ dùng cho búp bê. Đây, combo 87.000 đồng, tiết kiệm 20.000 khi mua combo này, cũng như tiết kiệm thời gian và tiền điện thoại đặt hàng luôn. Trong combo gồm có bàn, có ghế, có tủ, có tập sách và có rất là nhiều luôn, như là váy đơn giản nè, rồi chén, ly, túi xách, mì, vân vân. Một anh Ken, đây anh Ken rất là đẹp trai luôn. Trong bộ đồ kiểu như thế này có giá là 45.000 đồng. Yeah, còn có bộ bếp nhôm nữa nè. Bộ bếp nhôm thì sẽ có bếp, có chảo, có nồi, có hai cái thau nhỏ, một cái thau lớn, có muỗng, có sạn, có cái đồ xào á, cái sạn á, và một cái mâm nữa nha, để chế biến những món ăn mini. Và để nấu thức ăn, bạn còn có mua nến nữa nè. Cây nến như thế này là 2.000 đồng một cây, mình sẽ bỏ vào trong bếp để nấu nha. Bạn mua là 5 cây. Khánh Ngọc ơi, Khánh Ngọc đã đến đơn hàng của Khánh Ngọc rồi, 72.000. Yeah, và đó là hai miếng rong biển nha. Mỗi một miếng như vậy là 8.000. Ăn nó giòn rụm, nó mặn mặn, ngọt ngọt, rất là ngon luôn. Đó, 8.000 một miếng. Và còn có là kẹo con mắt nữa nè. Kẹo con mắt 23.000 đồng một bịch. Mắt tím, mắt xanh và mắt đỏ. Xin chào Dương Văn Tuấn, đến đơn hàng của Dương Văn Tuấn 249.000. Đầu tiên sẽ là 4 bịch giày của búp bê nha. Đây ha, rất là đẹp, đẹp luôn nè. Đây nè ha, đôi giày pha lê nữa chứ. Wow, mỗi bịch là 5.000. Rồi còn có là váy đơn giản 3.000 đồng một cái. Bạn mua 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, có đồ bay luôn. 7, trời ơi đồ bay nữa nè. 8, 9, 10. 10 bộ luôn, trong đó được 2 bộ đồ bay đơn giản nữa. Mỗi bộ chỉ có 3.000, rất là rẻ nha. Lâu, thiệt là lâu luôn mới có được một cái bộ đồ bay. Thật là may mắn đúng không nào. Và còn có là 5 bịch móc nữa nè, mỗi bịch 3.000. Và 4 bịch phụ kiện trang sức như thế này nha. Có vòng cổ, vòng tay, đó, rất là đẹp. Và cả đôi bông nữa, vương miệng nữa nè. Mỗi bịch như vậy thì là 5.000 đồng. Còn đây là một hộp móng tay giả nha. Hộp này 46.000 đồng, bên trong nó có 2 bộ. Đó, để chúng ta chỉ cần ịn lên tay kịch kịch là có thể có một bộ móng rất là sang, đẹp nha. Để đi chơi mà không cần phải tụ tập đông người hoặc là chờ đợi mất thời gian. Đây, màu nè ha, có đá nè, trời ơi, đá hình trái tim nữa. Và những cái nét đơn giản như thế này nhưng mà nhìn nó rất là thanh tú và đẹp luôn đúng không nào. 46.000. Và còn có là chai keo dán móng nhé, 30.000. Một combo Tisker lụa gồm có 3 cuộn băng keo nhỏ, một cuộn khổng lồ và rất là nhiều cái tấm hình dán sticker lụa mà có kim tuyến nè, để trang trí điện thoại, iPad, laptop rất là dễ thương, 50.000 đồng. Tentem, tiếp theo là đơn hàng của Trần Hải Uyên, đơn hàng 90.000 đồng. Gồm có là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món nha. Đây, 5 bịch bô ráp nữa nè, mỗi bịch là 5.000. Keo sữa 15.000 đồng một hũ. Và có 5 cái charm nha, đó, 2 viên kẹo luôn, 1 trái tim, 1 đuôi cá và 1 cầu vòng, mỗi cái 5.000. Còn có là 4 bịch tuyết nữa nè, mỗi bịch 10.000. Hũ trái tim có nắp nha, đây, 1, 2, 3, 4, 5 hũ, mỗi hũ 2.000. Xin chào Nguyễn Thanh Thảo, đã đến đơn hàng của Nguyễn Thanh Thảo 155.000. Gồm có là cái giá đỡ 10.000, 1 cái sticker hình dáng hologram, nổi bật và đẹp như thế này. Hai tầng luôn, đó, tầng này thì là có váy nè, lấp lánh chưa. Ở phía dưới thì có rất là nhiều cái sticker búp bê, rất là đẹp luôn. Đây, như thế này nha, 18.000. Tiếp theo thì còn có là một cái tủ gom Hello Kitty. Đây ha, tủ gom Hello Kitty dễ thương như thế này, có 2 ngăn nha. Đây, 16.000 đồng. Và còn có là bộ bếp nhôm nữa nha. Đây, bộ bếp nhôm có bếp, chảo, nồi, thau lớn, thau nhỏ, rồi mâm đồ nữa, 60.000 để chế biến những món ăn mini thật luôn. Cái quạt dây kéo nè ha, mình sẽ kéo cái dây lên như thế này, thả ra, đó, thấy nó quạt không này ha, kéo lên thả ra, ha, 12.000. Wow, và hai cái váy 3.000 rất là đẹp luôn nha. Đây, váy đơn giản cho búp bê. Xin chào bé Anh Nga, đơn hàng 254.000. Đầu tiên thì bạn có mua đó là một cây bút ngôi sao đội nón nè, và một bạn gấu đội nón màu xanh lá. Nhưng mà bạn gấu đội nón hết rồi, sắp lấy cho bạn là bạn gấu đang ôm trái dâu. Hy vọng rằng là bạn sẽ thích. Nếu bạn không thích có thể vui lòng gọi lại sớm 0937899707 trước 9 giờ để thay đổi. Vui lòng không nhắn tin nha. Tuy nhiên bạn gấu này cũng rất là xinh. Mỗi cây bút như thế này là 5.000. Tiếp theo thì là hộp giấy nốt. Đây, có gom xí ngầu, rất là dễ thương như thế này nha. Đó, cái hộp không là đã rất là đẹp rồi. Bên đây lại còn có thêm là gương nha, gương và cả sticker mặt cười, rất là đáng yêu. Chỉ có 8.000 đồng một hộp thôi các bạn ơi.
Còn đây thì là kẹo xương chó nha. Kẹo xương chó có giá là 10.000 đồng. Đó, đây. Lắc bay cung hoàng đạo là 15.000. Còn đây là cột tóc bé bơ 5.000 đồng nhé. Hộp ngòi của cây bút chì kim, đây ha, cái ngòi của nó nè, 5.000 đồng. Tiếp hai, tiếp theo thì đây là lon coca và một viên thuốc. Có ai uống thuốc chung với coca không nào? Nhưng thật ra có đây nè, nhưng mà đó là hai cây bút đó các bạn. Đó là hai cây bút nha, rất là dễ thương. Mỗi cây như thế này là 7.000. Tiếp theo bạn còn có mua đó là cục gom daily nha. Cục gom daily 7.000 đồng. Gom loại tốt, đơn giản, nó chỉ đen thùi lùi như thế này thôi các bạn. Đó, gom daily nha, 7.000 đồng. Bôi rất là ok luôn, rất là sạch luôn. Có gom daily bạn còn có mua đó là đồ chút bút chì hình bé heo hiệu daily luôn, 12.000 đồng nha. Đó, nó chỉ có một cái đột cuốc chút thôi. Và nó, ngay cái miệng heo này thiết kế rất là dễ thương. Đặc biệt là lưỡi dao nó rất là sắc bén ha. À, chuốt được rất là lâu, gọt được bút chì rất là lâu luôn, 12.000 đồng. Đây, nguyên một bộ daily. Và còn có là một cây bút quạt. Này nha, mình có thể quạt khi nào mà thấy nực quá mình sẽ quạt cho nó mát. Đó, và khi cần thì mình sẽ rút ra và làm bút. Siêu tiện lợi, 2 trong 1 và cũng khá là nhỏ gọn, chỉ có 20.000 đồng. Yeah yeah, còn đây là một cái băng đô Pikachu nha, rất là dễ thương luôn nè, 30.000. Và còn có là một cái wixi bạch tuộc 12.000. Và đây còn có là hai cái cài tóc nữa nha, một cái cài thỏ nè, đó, một cái cài thỏ nhũ, đó, rất là đẹp như thế này. Rồi đến là một cái cài nơ, đó, một cái cài nơ cũng nhũ bạc luôn, rất là xinh. Mỗi cái là 20.000 đồng nha. Cái này vừa giống nơ mà vừa giống là cái cài chuột nữa đó, đó, rất là xinh. Và còn có là cây bút chì nha, đây là cây bút chì ha, cây bút chì 2B nha các bạn, vẽ rất là đậm nem màu luôn á. Giá là 5.000 đồng. Và còn có là cây bút dạ hình xúc xích, đó, dễ thương không? 6.000. 5 bịch tiền mini, mỗi bịch là 2.000. Và tiếp theo thì là cái sticker anime 10.000. Ở bên trong có rất là nhiều cái hình dáng dễ thương như thế này nha. Và váy áo phụ kiện, còn kèm theo là tấm phông nền nữa nha. Và còn có là bút đèn, đó, bút đèn hình bé vịt đội nón dễ thương 9.000. Kim bấm tập mini 5.000. Tiếp theo thì là bộ mộc in nè. Đó, bộ mộc in rất là đẹp luôn như thế này nha, 5.000 đồng, có rất là nhiều mẫu để in luôn. Và bây giờ là đơn hàng của Trần Tuệ Nhi, đơn hàng 128.000. Đây, một cái quyển sổ Blackpink. Đây nha, rất là dễ thương luôn, như thế này là 30.000 đồng. Có rất là nhiều hình luôn ở bên trong ha. Rồi quyển sổ BTS nữa nè, cũng là 30.000 đồng luôn. Đây, cực kỳ đáng yêu. Rồi còn có là 3 cây bút BT21, mỗi cây là 5.000. 2 sắp hình dáng của Momoland nhé. Mỗi một sắp như thế này thì là 10.000 đồng. Đó, Nancy rất là dễ thương. Đây ha, rất là đẹp luôn. Còn đây là đơn hàng của Lê Khuyên 114.000. Đó là 2 cái bàn nha. Đây, 2 cái bàn mỗi cái là 7.000 đồng. Sau đó thì còn có là ghế nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ghế. Mỗi cái như vậy thì là 5.000 đồng nha. Đấy, mỗi cái như thế này nè là 5.000 đồng. Và còn có là 2 cái vali nữa nha. Đây, 2 cái vali Hello Kitty, mỗi cái như thế này thì là 15.000 đồng. Đây nha, cái phần bánh xe của nó là có thể là kéo đi được luôn. Cuối cùng là đơn hàng của Trần Nguyễn Kiều Nga, đơn hàng 253.000. Đầu tiên sẽ là bịch kẹo đá nha. Đây là bịch kẹo đá 6.000. Rồi đến là kẹo con mắt 23.000. Dễ thương không? Đó là một viên kẹo thuốc, ấy là một cái bút dạ quang hình viên thuốc nha. Đây là cái bút, đó, bút dạ quang hình viên thuốc 6.000. Lộn, chỉ có 5.000 à. Rồi đến là hai sắp hình dáng của Jack nha, mỗi sắp là 10.000. Một lắc tay của Jack 15.000. Hai sắp nhãn vỡ của Jack và Khánh nè, đó, là 10.000 một sắp. Hũ slam may, đây nha, hũ slam may 30.000 đồng, còn được tặng kèm theo charm và tuyết. Tiếp theo thì là áo thun hình của Jack nha. Đây ha, áo thun hình của Jack. Đó, rất là đẹp trai luôn. Cái này là cái size S này nha. Tiếp theo thì bạn còn có mua đó là cái size L. Đây ha, cái size L rất là dễ thương như thế này luôn. Mỗi cái là chỉ có là 50.000 đồng nha.
Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 20 tây tháng 4 năm 2020. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, cũng có thể nhắn tin Zalo, Facebook Béo Úc GB 0937899707, hoặc là muốn thêm hàng, bớt hàng, thay đổi đơn hàng thì cũng gọi 0937899707 trước 9 giờ cái ngày mà có video, và vui lòng không nhắn tin nha. Bởi vì chúng ta nhắn tin thì sẽ không có kịp á, nhiều khi là không có kịp để thay đổi đơn hàng. Vì quay xong là tới 9 giờ ngày hôm sau là gửi hàng đi rồi. Các bạn mà chậm quá là không nhắn tin là không có đọc được. Shop nhiều khi lưu bu không có đọc được là sẽ bị trễ ha, không thay đổi được đơn hàng của các bạn. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, luôn tươi trẻ, luôn mới mẻ và luôn hạnh phúc. Bye bye.